Mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù đã biết rằng sát sanh là tội ác nhưng chỉ vì ham làm giàu, nhiều người ở làng Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội và Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vẫn không tiếc tay sát hại những con vật vốn luôn thân thiết với con người. Và rồi cũng từ đó những vụ việc kỳ lạ và những lời đồn thổi được lan truyền về hai ngôi làng đồ tể khiến ai nấy không khỏi dùng mình lo sợ. Vậy những vụ việc kỳ lạ đấy là gì mà lại khiến ai nấy đều thấy sợ hãi như vậy. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Chỉ mới 2 giờ sáng, nhưng ở làng Cao Hạ, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội, tiếng chó sủa đã vang lên inh ỏi khi những con chó được các chủ lò mổ lôi ra từ chuồng nuôi nhốt. Chỉ khi được chứng kiến cảnh các thợ mổ những con chó và nghe những âm thanh tiếng kêu thảm thiết của loài động vật thân thiết nhất với con người này thì mới thấy rùng rợn và ám ảnh. Nếu ai yếu vía, có lẽ chỉ cần nhìn thấy cảnh này chắc tay chân rụng rời, không thể đứng vững được. Đến làng Cao Hạ, ban ngày không cảnh nơi đây đều im ắng như bao vùng quê bình yên khác nhưng chỉ khi mới bắt đầu chuyển canh sang ngày mới thì những âm thanh của tiếng chó sủa, tiếng xe đến lấy hàng bắt đầu trở nên rầm rộ inh ỏi. Sau mấy chục năm giờ đây, các chủ lò mổ ở làng Cao Hạ còn sang tận các nước láng giềng như Lào, Campuchia để thu mua chó sống về lò mổ của mình. Cứ mỗi chuyến đi về như vậy, những chiếc xe tải lớn đi ra vào nườm nượp, trên xe chất đầy cả trăm, cả nghìn con đưa về để các chủ lò mổ ở làng Cao Hạ hóa kiếp rồi nhận cho các quán nhậu làm mồi nhắm ngồi quán nước ven đường trò chuyện với cụ tê một cao niên sống lâu năm ở trong làng và cũng là người đã chứng kiến biết bao sự thăng trầm của làng cao hạ gần cả thế kỷ qua khi nói về làng mình cụ tê không tỏ vẻ tự hào chút nào mà ngược lại vẻ mặt cụ lại lộ ra vẻ u buồn cùng với đó là những tâm sự có vẻ đầy thất vọng so với ngày xưa thì bây giờ kinh tế của những hộ dân làng Cao Hạ đã trở nên khấm khá hơn rất nhiều so với các làng khác. Nhưng khi đi đâu, ai cũng bảo làng chúng tôi là làng đồ tể. Đúng là cái việc hóa kiếp chó để kiếm thêm thu nhập thì đó là việc rất tàn nhẫn. Vì con chó nó cũng là loài động vật thân thiết nhất với con người. Nhưng khi đã coi đây là cách nghề để kiếm cơm, lo cho gia đình, con cái thì bắt buộc phải làm thôi. Đến nay cũng đã có khá nhiều người từ bỏ nghề này, nhưng cũng có người vẫn tiếp tục coi nghề này là nghề để làm giàu, không những thế còn được truyền từ đời bố sang đời con rồi còn đời cháu." Cụ Tế nói. "Nếu như làng Cao Hạ nổi tiếng về lò chó lớn nhất Miền Bắc thì làng Mổ Châu Phúc Lâm, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang cũng nổi tiếng không kém." Chỉ ngay khi bước qua cánh cổng làng thì một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên vì ô nhiễm môi trường khiến cho ai nấy chỉ một lần đến cũng phải nhớ mãi không quên. Sự gây rợn ở các lò mổ chó có lẽ chỉ bằng một phần nhỏ so với làng mổ châu ở Phúc Lâm này. Theo người dân sinh sống ở làng Phúc Lâm cho biết, nghề mổ châu đã có từ 100 năm trước. Hai người khai sinh đưa nghề mổ châu về làng là cụ Đào và một người nữa tên Chắt, quê gốc ở tỉnh Bắc Ninh. Những năm về trước, từ thập kỷ 80, gần như tất cả người dân ở đây đều làm nghề mổ châu. Thế nhưng giờ đây trong 500 hộ của làng Phúc Lâm, chỉ có gần 50 hộ vẫn còn làm nghề truyền thống này. Trong hành trình đi tìm hiểu về hai ngôi làng đồ tể nổi tiếng cả khu vực phía Bắc này, người viết được nghe về những câu chuyện, lời đồn thổi đầy huyễn học về những sự ra đi bí ẩn của các chủ lò mổ hoặc người thân của họ. Người ta cho rằng do làm nghề đến các chủ lò mổ hay bị các loài vật hiện hồn về báo oán. Nhưng cũng có những người không tin để đã bác bỏ và cho rằng đó chỉ là những sự ra đi trùng hợp, ngẫu nhiên. Tuy vậy, một thực tế ở các làng đồ tể này, nhiều người đã phải bỏ cái nghề này để đi tìm một công việc mới bởi vì những ám ảnh của máu, những tiếng kêu đau đớn của loài vật và cũng bởi khi nghe đến sự ra đi đầy bí ẩn của các chủ lò mổ những sự ra đi thương tâm. Trở lại câu chuyện ở làng mổ chó cao hạ, khi nói đến chuyện sát sinh, cụ Tê nhìn vào ngôi đền giang xá rồi bảo. Cứ đến mùng 1 ngày giám âm lịch hàng tháng, đền giang xá lại ngồn ngụt người đến thắp hương, khấn lạy. Theo cụ Tê, đến đền giang xá thì có rất nhiều thành phần, nhưng các chủ lò mổ thì gần như không thiếu một ai. Giờ đây, người dân làng Cao Hạ cho biết, nơi vẫn luôn nổi tiếng là lò mổ chó lớn nhất miền Bắc này, đã gần như không có ai tự tay nữa. Bởi họ sợ nghiệp chướng và báo oán để đành thuê nhân công ở các tỉnh khác về làm. Tiền công họ bỏ ra thuê sẽ làm giảm bớt lợi nhuận, nhưng họ sẽ không bị ám ảnh bởi việc sát sinh nữa. Cụ Tê cho biết nói đến chuyện báo oán, cụ tình nhắc đến những sự ra đi bí ẩn, đầy sợ hãi và những lời đồn thổi của người dân về những chủ lò mổ ở làng cao hạ những năm trước. trong đó sợ nhất là sự ra đi của ông hát, trong khi đang làm thì không biết như thế nào mà lại rơi cả người vào vạc nước. khi người nhà phát hiện đưa ông hát ra khỏi vạc, thì cả người không còn hình hài không những thế sau sự ra đi của ông hát còn có nhiều những câu chuyện đầy bí ẩn khác nữa như ông v bị điện giật đến quy tiên khi cắm quạt để thu chó rồi đến ông l cũng trầu trời vì bị chó dại cắn những câu chuyện bí ẩn này không chỉ khiến cho người dân sống ở nơi đây sợ hãi ám ảnh mà nó còn được lan truyền đi khắp nơi đến những xã khác khiến ai nấy không khỏi dùng mình ông ca một trong những chủ lò mổ lớn nhất ở làng phúc lâm trước đây cho biết ở làng này đã có rất nhiều người bỏ nghề vì sợ chuyện báo oán tâm linh nói thật làm nghề này cũng vì mưu sinh chứ hóa kiếp trâu hóa kiếp chó có lẽ chẳng có ai là muốn làm cảm giác khi làm như vậy nhiều lúc cũng cảm thấy rờn rợn lúc còn trẻ nhiều lúc cũng đã muốn từ bỏ nghề nhưng khi nghĩ lại nếu như bỏ nghề thì chẳng biết làm gì để kiếm sống lo cho gia đình con cái nên khi đã có tuổi tôi mới hạ được quyết tâm tuy đã muộn màng nhưng giờ đây tôi cũng cảm thấy thanh thản. Ông ca cho biết. Nói về chuyện có báo oán, ông ca bảo. Về mặt tâm linh, tôi vẫn luôn tin là có. Rồi ông ca kể về những sự ra đi đầy thương tâm và ám ảnh của thân nhân các chủ lò mổ. Trong đó, gia đình bà Mờ chỉ trong vòng 2 năm mà có đến 3 người thân quy tiên là câu chuyện kinh hại nhất. Đầu tiên là người con sinh năm 1968, đang yên, đang lành thì bỗng dưng quy tiên. Câu chuyện không dừng lại ở đó mà tiếp tục đến người thứ hai là một thợ mổ có tiếng của vùng, đang rất khỏe mạnh, cũng lăn ra ốm rồi mất không bao lâu sau đó. Chưa hết, cô con gái út giỏi giang đang học ở trên Hà Nội khi trên đường đi về thăm nhà thì không may bị tai nạn rồi mất năm 2012. Chứng kiến sự việc khiến ai nấy không khỏi đau lòng, thương xót. Ngoài ba người con đã lần lượt quy tiên của gia đình bà mờ thì những trường hợp khác như ông D bị châu húc thủng bụng rồi ra đi, đến bà A bị châu điên hàng xóm sổng chuồng húc quy tiên ngay tại chỗ và hàng loạt người khác bị châu húc đến trọng thương đã khiến nhiều người dân trong làng lo sợ bị châu báo oán. Và có một điều nữa cũng như ngôi đền giang xá ở làng mổ chó Cao Hạ, ở Phúc Lâm cũng có những ngôi chùa luôn chật kín người. Ở đó khi cứ đến ngày mùng 1 hay ngày rằm thì ngôi chùa lại nghi ngút khói hương. Có người bảo nhiều chủ lò mổ đến thắp hương cầu xin sự yên bình. Những vụ việc tâm linh thì thực sự rất khó để có thể lý giải. Thế nhưng sau những câu chuyện tâm linh ấy cũng là một bài học cho những kẻ làm nghề sát xanh để có thể làm giàu thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.